bì chung lòng kêu cuộc bước chân dồn vang trên đường gặp người xa cởi máu chiến thắng mang nước súng người xa trên khúc quân hành ca đường vì qua rời xa quân thù thăng gian nào cùng lo lập trên khu vì nhân dân chiến đâu không ngừng tiên mùa ra xa trường tiên lên cùng tiên lên non Việt Nam ta vững bền. Đây là những cái âm thanh và những hình ảnh quý vị nhìn thấy từ tiểu bang California ở Hoa Kỳ. Chúng tôi xin gửi đến những cái tâm tình, những cái tình cảm vui tươi mừng rỡ giống như là ngày Tết của chúng tôi, một nhóm anh em của chúng tôi để gửi về Việt Nam cùng chung tươi vui một ngày Tết gọi là Tết thống nhất. Chúng tôi có một cái buổi lễ rất là đơn giản như thế để chứng tỏ tấm lòng có thế thôi. Chúng tôi sẽ có mấy anh em gặp nhau xem như đây là một cái buổi lễ rất là đơn giản mà chúng tôi muốn đánh dấu một cái Tết đầu tiên mà chúng tôi cảm thấy rất là thoải mái. Chúng tôi không có bị những cái khủng bố đè áp chúng tôi, và chúng tôi rất là vui. Chúng tôi gửi đến toàn thể dân tộc Việt Nam một cái gì thôi. Việt Nam mùa đông, Việt Nam mùa đông, Việt Nam mùa đông, Việt Nam mùa đông. Thôi, ở nhân đây thì chúng tôi muốn có vài lời với các vị đại diện cho cộng đồng ở Việt Nam ở đây. Tôi tin rằng đa số người dân của chúng tôi thầm lặng đều ủng hộ sự hòa hợp dân tộc với Việt Nam. Và chúng tôi cứ tin rằng đa số chúng tôi đều như vậy, đều một lòng hướng về Việt Nam và với cái sự hòa hợp dân tộc. Chúng tôi không có còn hận thù bởi chiến tranh nữa. Mấy ngày trước đây, trong tháng 4, chúng tôi nhận được rất nhiều email của quý vị ngày xưa đã từng trải qua những cái cơn đau khổ trong những ngày tháng 4. Thì trong lúc đó những người ở Việt Nam, tôi cũng tin rằng đồng bào ta cũng không có sung sướng gì hơn. Do đó là cái niềm đau đó là cái niềm đau thời sự lúc đó mà thôi. Và trong cái sự hòa hợp này đó thì chúng ta hãy nghĩ tới cái ý nghĩa cao hơn là dân ta đã được, cái nước ta đã được thống nhất lãnh thổ. Và dân ta nằm dưới quyền thống nhất một chính quyền. Và dân ta hiện nay đã được cái chính quyền đó hướng dẫn đi lên. Như chúng ta thấy, chúng ta không thể nào chối cãi được những cái tiến bộ của nhà nước Việt Nam đã hướng dẫn người dân Việt Nam được kinh doanh, được trao đổi văn hóa, tất cả những cái mặt văn hóa xã hội, kinh tế, ngoại giao với các nước ngoài, và sản phẩm của nước ta đã đi ra nước ngoài. Từng chiếc áo, từng chiếc xe, từng cái đèn, từng cái dụng cụ điện tử. Do đó quý vị không thể nào chối cãi được sự tiến bộ đó. Và chúng ta hãy dẹp bỏ những cái niềm riêng. Chúng tôi cũng đã có những cái niềm riêng. Tháng 4 chúng tôi có niềm riêng. Nhưng mà đừng có bao giờ đem cái câu mà triệu người vui, triệu người buồn vào đây nữa. Đó là cái chuyện thời sự thôi. Cái câu đó không sai, nhưng mà chúng ta hãy dẹp qua, bởi vì 46 năm qua rồi, cái gì nó cũng nguội, cái gì nó cũng tàn, cái gì nó cũng phải thay đổi, và chúng ta phải thay đổi để tiến lên. Chúng ta đổi nụ cười, chúng ta đổi nước mắt thành nụ cười, và chúng tôi mong như thế. Cho đó các vị đại diện cộng đồng, đừng có nghĩ rằng chúng ta phải mỹ dân, chúng tôi phải chống cộng thì người ta mới bỏ phiếu cho chúng tôi. Tức là quý vị đã dạy cho quý vị kéo lại cái sự tiến bộ của dân chúng. Thay vì quý vị đại diện thì quý vị phải đứng lên, quý vị làm gương, quý vị nói cho cộng đồng biết chúng ta phải bước thêm một cái bước tiến mới. Thì quý vị cứ trì trệ lại, quý vị cứ đem cái chuyện chống cộng ra, tháng tư đen, tháng mất nước nào,
thì quý vị, tôi nghĩ là quý vị có ăn học đủ để hiểu rằng những cái lời đó rất là vô nghĩa. Tôi yêu cầu quý vị đừng có mị dân theo kiểu đó, mà cái dân mà quý vị định mị đó đã không có bao nhiêu. Tôi cũng xin chỉ có bao nhiêu mà tôi kêu gọi quý vị hãy tiến lên, chứ đừng có mượn cái chữ chống cộng để mà gọi ô ở đây phải chống cộng mới được. Xin quý vị bỏ ý tưởng đó đi. Không biết anh nghĩ thế nào. Hôm nay là ngày 30 tháng 4, chắc anh em chúng tôi họp lại có tiếng quê hương, anh em tiếng quê hương và bạn bè của tướng quê hương đã đến thăm gia đình bác Quang với chị Châu nhân ngày 30 tháng 4 để ăn mừng cái ngày độc lập của đất nước, một ngày mà đã chấm dứt chiến tranh, đem lại hòa bình cho đất nước, và 96 triệu người dân Việt Nam đã ăn mừng cái ngày lễ hôm nay. Chúng tôi ở hải ngoại cũng ăn mừng chung với đất nước ở bên kia Thái Bình Dương. Và chắc chắn từ đây, sau 46 năm, mỗi năm chúng tôi sẽ tổ chức những ngày lễ 30 tháng 4. Không ở nhà chị Châu thì cũng ở nhà anh em trong nhóm. Và cái tinh thần ăn mừng ngày 30 tháng 4 bắt đầu từ hôm nay. Năm nay coi như là năm đầu tiên chúng tôi tổ chức. Và những năm sau sẽ tiếp nối. Anh Tuấn có muốn nói gì anh Tuấn? Hôm nay là 30 tháng 4 năm 2021, tất nhiên là trải qua từ ngày 30 tháng 4 năm 75 đến bây giờ là 46 năm. Bây giờ đất nước giờ nhìn lại trong cái trong hành trình 46 năm đó, đất nước Việt Nam hiện tại đã xây dựng rất là hùng mạnh và nhân dân có một đời sống ổn định. Cái này tôi cũng chỉ là một người Việt Nam ở xa xứ nêu lên ba cái thành tích mà nhờ đâu mà nhân dân ta xây dựng được cái đất nước Việt Nam giàu đẹp như bây giờ. Điều kiện thứ nhất là nước Việt Nam ta xây dựng là nhờ hòa bình và thống nhất đất nước, công lao nó thuộc về hòa bình và thống nhất đất nước là một. Cái thứ hai, nhân dân công lao thứ hai là công nhân Việt Nam đã nỗ lực 46 năm đã xây dựng được đất nước như ngày hôm nay và trong tương lai còn hơn nữa. Đó là công lao thứ hai. Công lao thứ ba đó là do sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua đó là chính phủ Việt Nam đã huy động được toàn dân, mọi chuyện, mọi vấn đề đều do Đảng và nhà nước Việt Nam làm. Ngay trong trận dịch COVID-19 vừa rồi, nước Việt Nam chúng ta rất ít người bị bệnh và rất ít người bị chết. Đó là công lao nó thuộc vào toàn dân và do Đảng và nhà nước huy động được cái sức mạnh của toàn dân để đưa đến cái sự chống dịch thành công. Tôi nghĩ trong tương lai đất nước chúng ta sẽ đi lên và đi lên mãi đến khi mà gọi là đất nước sẽ thịnh vượng, xây dựng gấp 10, gấp trăm lần như lời Bác Hồ đã nói. Xin cảm ơn và chúc toàn dân Việt Nam ăn mừng một ngày 30 tháng 4 trọn vẹn nhất. Chúng ta vỗ tay cho thật lớn đi. Tôi cũng xin nói ý kiến nói như thế này. Bác cứ nói. Ngày nay là ngày vui mừng của đất nước, của toàn dân ta. Từ Bắc tới Nam, từ mũi Cà Mau đến Hải Nam qua. Lý do của chúng ta vui mừng là trải qua gần một thế kỷ dưới ách thống trị của Liên bang xâm lược Pháp Vatican. Kết quả là họ nói thì là đem văn minh đến khai hóa cho dân tộc Việt Nam, nhưng mà thực tế thì họ đã bóc lột dân ta đến tận xương tận tủy và khiến cho dân ta đã phải chết đói vào khoảng 2 triệu người vào khoảng từ tháng 12 năm 1944 đến tháng 6. Chứ không phải là đến tháng 8, đến tháng 6 năm 1945. Vì tháng 6 là bắt đầu mình quát lúa chiêm của miền Bắc. Đấy, thì có những người ăn gian sử là nói kéo dài từ tháng 4 cho đến tháng 8. Tức là anh này không có biết gì về cái tình tự dân tộc và cái hoạt động sinh hoạt của cái dân Việt Nam cả. Cho nên mình mới nói là nạn đói kéo dài đến tháng 8. Đấy. Thì bây giờ mình đã là thoát được khỏi cái đó, để đất nước mình lại trải qua 30 năm chiến tranh để tranh đấu giành độc lập. Cái giành độc lập của mình cũng giống như là nhân dân 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ
họ cũng phải nổi lên tranh đấu chống cái thằng đế quốc Anh xâm lược từ năm 1774 cho đến năm 1776 họ mới công bố cái bản tuyên ngôn độc lập. Công bố bản tuyên ngôn độc lập rồi họ còn phải tiếp tục chiến đấu cho đến năm 1783 khi mà con đế quốc Anh thất bại một trận lớn, nếu ở dọc sao thì phải, thì họ mới ký cái thỏa hiệp Bali công nhận được nền độc lập của 13 thuộc địa nước Mỹ. Thế tương tự như vậy, cụ Hồ Chí Minh đã nhân tiện cái lúc mà quân Nhật đầu hàng vào ngày 15 tháng 8 năm 1945 thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiên liệu được cái đó. Hai ngày trước, tức là ngày 13 tháng 8, cụ đã thiết lập cái ủy ban giải phóng để kịp thời đưa cán bộ về Hà Nội. Và lúc đó thì tất cả các đảng phái họ nói rằng quốc gia chẳng có thằng nào cả, chỉ có cái cán bộ Việt Minh ở tất cả rải rác ở khắp nơi. Và ngày đó họ động viên, họ biểu tình từ ngày 17 cho đến ngày 19 là cán bộ Việt Minh hoạt động đốc xuất, dân chúng bức xúc mà đi đưa biểu tình. Cái niềm bức xúc đó được ông Hoàng Văn Đào nói rõ trong cái cuốn Quốc dân đảng rằng là 80 năm nô lệ Đặc Bắc và 2 triệu người chết đói đã thúc đẩy nhân dân Việt Nam, bất kỳ người nào mà ý thức được cái quyền lợi của dân tộc đều muốn nổi lên chống Pháp để rửa thù cho những cái chết đói 2 triệu người. Thì bây giờ ngày 19 tháng 8 nhân dân đã cướp đoạt được cái đó. Thì nhưng mà đến ngày mùng 2 tháng 8 thì cụ Hồ đã công bố cái bản tuyên ngôn độc lập. Và cái bản tuyên ngôn độc lập đó ngày đó là công bố tại Vườn Hoa Ba Đình, mà các sử gia người Âu Châu đã nói rằng có tới nửa triệu người tham dự. Đó là sử gia Joseph Bertin rồi nói như vậy. Thế thì sau đó chúng ta lại cũng phải tiếp tục chiến đấu tới 9 năm trời mới đánh bại được cái liên quân xâm lược Pháp. Mới nó đại bại ở tại Điện Biên Phủ và cuối cùng nó phải nghiêm chỉnh thương thuyết với lại phái đoàn Việt Nam ở tại hội nghị Geneva. Để nhưng mà rồi bọn đế quốc cả đến những nước Trung Quốc á, họ đứng đằng sau đó, họ lúc bây giờ họ đã bắt đầu muốn kiềm chế dân ta. Cho nên là lúc mà đang đánh Điện Biên Phủ chúng ta sắp đến đà chiến thắng thì cái ông tướng cố vấn tàu mới nói rằng chúng ta phải dùng cái chiến thuật biển người để mà đánh cho ta thắng. Thì đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhìn thấy cái thâm ý của họ, cho nên đại tướng Võ Nguyên Giáp mới nói rằng không được, phải đánh bóc của, đánh từ ngoài đánh vào, đánh ăn chắc. Thì tàu mới nói là phải đánh chiến thắng, nhưng mà đánh như vậy á thì cái số người bị giết hết, bộ đội ta không có đủ sống. Thì nó lại bảo rằng nó sẽ giúp, dân quân sẽ giúp. Thì ông Võ Nguyên Giáp nhìn thấy cái thâm ý đó, nó đến thì dễ, nó về nước khó lắm. Do đó ông Võ Nguyên Giáp đã cương quyết thi hành cái chính sách đánh bóc cỏ. Và nhờ vậy chúng ta đã thắng. Thì ngay từ hội nghị Geneva nó đã thấy vậy, nó muốn chia đôi đất nước cùng với lại đế quốc Pháp, với lại Mỹ, với Vatican, để nó làm cho nước ta suy yếu, là dùng vĩ tuyến 17 để chia đôi đất nước Việt Nam. Rồi sau đó theo dõi cái bài nói chuyện của ông Tổng Bí thư Lê Duẩn thì chúng tôi thấy rằng nó nhất định nó không cho mình phát động cuộc chiến giải phóng Việt Nam. Cuối cùng ông Lê Duẩn cương quyết nói rằng anh nói như vậy là không được, vậy chúng tôi đánh Việt Nam là đánh luôn cho cả các Nga và Tàu để bảo vệ cái chủ nghĩa xã hội. Thì lúc đó nó mới chịu, nhưng mà nó chỉ cho đánh cấp trung đội, cấp đại đội thôi. Nhưng mà nó đã đồng ý như vậy thì mình có quyền quyết định đánh, và nhờ vậy mà mình mới phát triển ra thành đánh mà giải phóng được. Điều đó chứng tỏ rằng đất nước của chúng ta đã bị những hai cái thế lực liên minh xâm lược Pháp và liên minh xâm lược Mỹ nó đã kiềm chế, nó đã tạo nên cái cuộc chiến tranh 30 năm trời. Nhưng mà rồi sau đó thì thằng Mỹ nó phải công nhận nền độc lập và thống nhất đất nước Việt Nam, thằng Pháp công nhận. Nhưng mà mình vẫn còn tiếp tục hai cái thằng kẻ thù, nó không bao giờ nó tử tế với mình cả. Đó là thằng Cường Lân ở phương Bắc và cái thằng Vatican. Thằng Cường Lân đến Bắc bây giờ đang định mưu đồ chiếm các đảo của chúng ta. Thằng Vatican bây giờ đang sử dụng cái đám Quả Đen, tức là đám Nguyễn Thái Học với lại Nguyễn Hữu Nam với lại nhiều nữa, tất cả những cái thằng nó nói ra và thằng nó chưa nói ra không, nó định phá đất nước Việt Nam, nó tạo cái cơ hội Việt Nam thành ao quậy nước Việt, ao nước Việt Nam thành nước đục để Vatican thừa nước đục thả Âu. Do đó chúng ta là người dân ý thức, nếu mà chính phủ chưa để ý đến chỗ nào thì chúng ta để ý, do đó chúng ta cũng báo cáo, viết bài
báo động cho nhà nước biết rằng là những cái mối nguy hiểm của chúng nó như thế nào. Vì tôi là cái người mà đã chứng kiến từ cái ngày 19 tháng 3 đã hồi hộp theo cái chữ đạo chính của người Nhật, đến ngày vui mừng ngày 19 tháng 8, vui mừng của ngày 2 tháng 9, đến hồi hộp cái ngày 19 tháng 12 năm 1946 theo tiếng gọi của nó không. Chính tôi lấy giờ mới 13, 14 tuổi tôi đi làm liên lạc viên, và tôi đi làm liên lạc viên, cho nên là cái hoàn cảnh đó đã đưa đẩy tôi phiêu bạt cho đến bây giờ sao đến nước này. Chính vì đó, vì tôi mang cái tên mà bố nuôi tôi, tức là nhà ái quốc Nguyễn Quang Trọng, đã đặt tên cho tôi là Nguyễn Kim Đồng. Để tôi mang cái tên đó, thành ra cái xóm đạo trại tháo nó ở kế tôi, nó thấy vậy truy lùng tôi, nó bảo là con nuôi ông chủ tịch huyện với lại cái thằng anh hùng Kim Đồng Tí Hoan này phải giết, thì tôi phải trốn đủ các thứ cho đến ngày nay tôi làm cái thằng đến nước kể. Thế thì tôi chứng kiến hết tất cả mọi cái đó, thì cái nguy hiểm nào là nguy hiểm hơn? Cái kẻ thù ở trong lòng dân tộc của mình mới là nguy hiểm, cái thằng kẻ thù ở ngoài nước người ta là thằng Trung Quốc không hiểu. Tôi nói đến đây là xin chấm dứt để nhường lại cho quý vị khác. Chứ còn cái việc vui mừng thì nói rằng chỉ có cái hệ thống giao thông nó mới loại được cái thằng thứ nhất đó, là đất nước mình càng lớn mạnh thì đất nước mình càng hùng mạnh, thì cái thằng láng giềng nó không bắt nạt được mình. Cái thằng thứ hai đó, chỉ có cái chính quyền Việt Nam ngày nay mới diệt được cái thằng gọi là tàu chợ lớn ngày xưa nó lũng đoạn nền kinh tế của miền Nam Việt Nam. Thứ hai đó là mới diệt được cái thằng kiêu dân công giáo mà ông Diệm đã tạo ra, thì chỉ có cái chính quyền này mới làm, chứ còn không có.